Mình đã mất 6 tháng để có thể thực hiện được động tác full planche. Và sau đây là hành trình của mình. Thực sự thì mình đã bắt đầu động tác này ở khoảng thời gian cách đây gần 1 năm. Tuy nhiên, khoảng thời gian mình nghiêm túc bắt đầu thực hiện động tác đó là 6 tháng trở lại gần đây. Phải nói rằng đây là một động tác cực kỳ khó bởi vì nó huy động rất nhiều sức mạnh của nhóm cơ vai trước. Ngoài ra, để nhấc được phần chân lên thì toàn bộ phần cơ kho, đùi sau, lưng dưới cũng phải rất khỏe. Thời gian đầu tiên thì mình tập trung vào hai động tác đó là tuck planche và straddle planche, cố gắng giữ lâu nhất có thể. Lúc đầu thì giữ được khoảng 2 đến 3 giây, lâu dần hơn thì mình đã bắt đầu giữ được khoảng 5 đến 6 giây. Sau một khoảng thời gian tập luyện thì mình đã chuyển sang full planche. Tuy nhiên khi chụm hai chân lại thì nó hoàn toàn là một câu chuyện khác. Động tác trở nên nặng hơn rất là nhiều, áp lực lên cơ vai cũng lớn hơn và gần như các bạn thấy mình không thể giữ được quá 2 giây. Và sau rất nhiều cố gắng thì mình đã giữ được full planche trong khoảng từ 2 đến 3 giây. Và thực sự đó là một thành quả rất lớn đối với mình. Mình tin rằng khi các bạn kiên trì và không bỏ cuộc thì chắc chắn các bạn sẽ làm được. Chúc em tập luyện hiệu quả nhé.